Mở đầu phần tin kinh tế, ngày 11 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.005 đồng, tăng 12 đồng so với ngày điều chỉnh gần đây nhất. Nếu tính từ đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 399 đồng, tương đương 1,69%. Với biên độ 5%, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 22.804 tới 25.005 đồng. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá mua vào so với tuần trước là 23.400 đồng một đô la Mỹ, còn để giá bán là 25.155 đồng, tăng 13 đồng. Chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long, nhà sáng lập AFA Group cho biết, với mức tăng gần 1,7% chưa đáng lo ngại, mức này đã được dự báo và nằm trong kế hoạch phía cơ quan quản lý.